Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tuyên án đối với 55 trên 56 bị cáo, trong đó có 7 cựu thanh tra giao thông về tội nhận hối lộ cùng 48 bị cáo khác là các cá nhân, chủ doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng hóa về tội đưa hối lộ. Theo cáo trạng, từ năm 2021 đến tháng 3 năm 2023, các bị cáo là cựu thanh tra giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã nhận tiền của các cá nhân, chủ doanh nghiệp hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ để không hoặc ít bị kiểm tra xử phạt hành chính các lỗi vi phạm. Trong 7 bị cáo đưa ra xét xử, bị cáo Lâm Hữu Trí là người nhận tiền nhiều nhất với hơn 5 tỷ đồng của 55 doanh nghiệp cá nhân. Các bị cáo còn lại mỗi người nhận tiền từ hơn 40 triệu đồng đến hơn 300 triệu đồng. Với nhóm bị cáo bị đưa ra xét xử về tội đưa hối lộ, người đưa hối lộ nhiều nhất là hơn 780 triệu đồng và ít nhất là 10 triệu đồng. Hội đồng xét xử tuyên phạt Lâm Hữu Trí mức án 20 năm tù. 6 cựu thanh tra giao thông còn lại bị phạt tù từ 6 năm đến 11 năm tù với tội danh nhận hối lộ. Ngoài ra, các bị cáo có trách nhiệm hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã thu lợi bất chính. Với tội danh đưa hối lộ, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Mạnh Cường 5 năm tù, 8 bị cáo khác nhận mức án từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù. 35 bị cáo còn lại nhận mức án tù nhưng cho hưởng án treo. Riêng bị cáo Trần Ngọc Nam, sau khi có kết quả giám định của bệnh tâm thần, hội đồng xét xử sẽ tiến hành xét xử riêng về tội đưa hối lộ. Liên quan đến vụ hỗn chiến khiến 2 người chết và 1 người bị thương nặng tại tỉnh Quảng Bình xảy ra tối ngày 20 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người, gây rối trật tự công cộng và khởi tố 3 bị can liên quan. Quá trình điều tra của công an tỉnh Quảng Bình xác định tối 20 tháng 10, 4 thanh niên cùng trú tại thị xã Ba Đồn đã đến một quán ăn tại huyện Bố Trạch. Tại đây, nhóm này đã xảy ra mâu thuẫn với 4 thanh niên địa phương. Sau đó, nhóm thanh niên địa phương đã gọi thêm 7 thanh niên khác mang theo hung khí và rượt đuổi chém vào tay của thanh niên điều khiển xe máy, làm xe mất lái đâm vào cột điện. Hậu quả, một thanh niên tử vong tại chỗ, một thanh niên được đưa đi cấp cứu thì tử vong, một thanh niên khác bị thương nặng. Thưa quý vị, lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức lừa bán các tượng giả cổ hình Chúa Giêsu, Đức Mẹ Mân Côi, Đức Mẹ Ban Ân. Một nhóm đối tượng vừa bị công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An bắt giữ. Tại cơ quan công an, Võ Văn Kiên cùng đồng bọn khai nhận đã tìm mua các pho tượng đồng với giá từ 1 đến 1 triệu 500 ngàn đồng, rồi tự chế tác thêm các chữ số để ngụy tạo nguồn gốc tượng là đồ cổ, làm bằng vàng, bạc, có giá trị cao. Sau đó, các đối tượng tìm đến các cơ sở, giáo xứ, nhà thờ để tiếp cận lừa bán với giá từ 15 đến 20 triệu đồng một tượng. Bằng phương thức thủ đoạn lừa đảo như trên, các đối tượng đã đi đến nhiều tỉnh thành để lừa đảo chiếm đoạt khoảng 2 tỷ đồng của nhiều bị hại. Hiện công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đã khởi tố bị can để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Chuyển sang thông tin khác. Thưa quý vị, sáng sớm nay, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại nhà xưởng trên đường Xuân Thới Thượng 1, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Vụ cháy khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi. Rạng sáng nay 22 tháng 10, ngọn lửa bùng phát dữ dội tại nhà xưởng của một công ty trên đường Xuân Thới Thượng 1. Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị chữa cháy khác điều động nhiều xe đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy. Sau nhiều giờ, đám cháy được dập tắt, nhưng nhiều tài sản bên trong công ty bị thiêu rụi. Tối qua, nhà xưởng của 2 doanh nghiệp ở tỉnh Hải Dương cũng bị cháy. Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng nhiều tài sản bị thiêu rụi. Tối 21 tháng 10, tại công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Thành Phát TNT ở huyện Kim Thành xảy ra cháy rồi lan sang công ty bên cạnh. Hàng chục cán bộ chiến sĩ và nhiều xe chữa cháy của công an tỉnh Hải Dương và công an huyện Kim Thành đã tích cực triển khai dập lửa. Vụ cháy khiến kho xưởng của 2 doanh nghiệp với diện tích khoảng 10.000 m2 và các nguyên liệu, máy móc, thiết bị bị cháy rụi, đổ sập hoàn toàn. Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Thưa quý vị, sau hơn một tháng triển khai công tác phòng ngừa, quản lý, đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan kinh doanh hóa chất nguy hiểm độc hại, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện khởi tố 5 vụ án, 17 bị can về các tội mua bán, tàng trữ trái phép chất độc, thu giữ hơn 9,4 tấn cyanua, 315 kg axit sulfuric, 105 kg axit chlorhydric cùng nhiều tăng vật khác có liên quan. Qua theo dõi, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Bình Thạnh phát hiện nhóm đối tượng lợi dụng vị trí công tác và sự quản lý lỏng lẻo của chủ doanh nghiệp
đã lập khống hợp đồng mua bán với đối tác để tuồn chất độc cyanua ra ngoài, bán lại cho hàng chục khách hàng tại nhiều tỉnh thành với tổng số lượng khoảng 2,55 tấn, thu lợi bất chính hơn 378 triệu đồng. Trước đó, Công an huyện Bình Chánh đã triệt phá đường dây mua bán trái phép chất cyanua với số lượng lớn, núp bóng các công ty kinh doanh hóa chất. Cơ quan chức năng phát hiện thu giữ gần 4 tấn cyanua. Bước đầu xác định nhóm đối tượng đã bán hơn 400 kg cyanua trái phép cho 4 trường hợp tại thành phố Hồ Chí Minh, thu lợi 40 triệu đồng. Cơ quan công an mới thu hồi được hơn 27 kg cyanua đã tiêu thụ trái phép ra thị trường. Bên cạnh đó, Công an thành phố đã thành lập 7 tổ công tác tiến hành kiểm tra đồng loạt tại 21 địa điểm kinh doanh hóa chất nguy hiểm, độc hại xung quanh chợ Kim Biên, quận 5, phát hiện thu giữ 433 chai nhựa dung dịch hóa chất cyanua, 179 kg cyanua. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15. Sáng nay ngày 22 tháng 10, Quốc hội đã nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật dược và thảo luận ở hội trường về dự thảo luật này. Tiếp thu ý kiến đại biểu, dự thảo luật dược sửa đổi đã được chỉnh lý theo hướng sửa đổi toàn diện điều 7 của luật hiện hành. Trong đó quy định các chính sách chung của nhà nước về dược, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trong phát triển công nghiệp dược tại điều 8. Riêng quy định liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ được xem xét khi sửa luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Trong đó, điều 7 sửa đổi bổ sung quy định có chính sách ưu đãi hỗ trợ để phát triển ngành công nghiệp dược Việt Nam thành ngành công nghiệp mũi nhọn, quy định chính sách ưu tiên mua sắm thuốc sản xuất trong nước tại các cơ sở y tế công lập, ưu tiên về các thủ tục hành chính khi cấp giấy đăng ký lưu hành, cấp phép nhập khẩu, hỗ trợ phát triển dược liệu, phát huy các bài thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu, phát triển hệ thống cung ứng thuốc theo hướng chuyên nghiệp hiện đại, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giữ giá, giảm giá đối với một số nhóm thuốc cần thu hút chuyển giao công nghệ. Thảo luận tại hội trường về dự thảo luật dược sửa đổi, đại biểu Nguyễn Tâm Hùng, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đề nghị ban soạn thảo cân nhắc quy định bổ sung thêm các tiêu chí kiểm soát để đảm bảo chất lượng thuốc khi giao dịch theo phương thức kinh doanh dược qua thương mại điện tử, tránh tình trạng mua bán thuốc không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng. Đồng thời, cơ quan soạn thảo cần làm rõ một số định nghĩa được quy định tại dự thảo luật. Đối với điểm A khoảng 1, điều 1 về sửa đổi bổ sung khoảng 5, điều 2 định nghĩa về dược liệu, tôi đề nghị ban soạn thảo cân nhắc làm rõ tiêu chuẩn cụ thể nào để xác định dược liệu đạt tiêu chuẩn làm thuốc. Vì chỉ khi quy định rõ và chi tiết thế nào là đạt tiêu chuẩn làm thuốc mới có cơ sở để bảo đảm sản xuất và quản lý dễ dàng, thực hiện đúng yêu cầu, bảo đảm chất lượng về dược liệu. Nhiều đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc quy định các cơ sở kinh doanh dược có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện các hoạt động bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc, vì vô hình chung đã loại trừ quyền kinh doanh của các doanh nghiệp này. Phần lớn thì các quốc gia trong khu vực trên thế giới có ngành công nghiệp dược phẩm phát triển như Ấn Độ, Hàn Quốc, Singapore thì đều đã thực hiện chính sách mở cửa trong lĩnh vực phân phối và logistics dược phẩm. Và những chính sách này đã tác động tích cực trong việc huy động và thu hút vốn đầu tư nước ngoài để nâng cao năng lực phát triển cho các doanh nghiệp trong nước. Tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, thay mặt cơ quan soạn thảo, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã giải trình các nội dung đại biểu quan tâm, trong đó nhấn mạnh các giải pháp được đưa vào dự thảo luật nhằm giải quyết triệt để tình trạng thiếu thuốc, đảm bảo quyền lợi của người dân về tiếp cận thuốc. Trong phiên thảo luận buổi chiều, Quốc hội báo cáo tờ trình và báo cáo thẩm tra đối với dự án luật dữ liệu và dự thảo luật phòng chống mua bán người sửa đổi. Thanh niên Bà Rịa Vũng Tàu khát vọng, sáng tạo, đồng hành, phát triển là khẩu hiệu hành động trong nhiệm kỳ 2024-2029 của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Khẩu hiệu hành động này cùng nhiều mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm khác đã được thống nhất quyết nghị tại Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2024-2029 diễn ra sáng nay 22 tháng 10. Dự đại hội có chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, anh Nguyễn Xuân Hiếu, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, ông Bùi Chí Thành, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, ông Huỳnh Văn Danh, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy. Với gần 50.000 hội viên, nhiệm kỳ 2019-2024, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã triển khai hiệu quả 3 phong trào chương trình lớn gồm Tôi yêu Tổ quốc tôi, đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp và xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vững mạnh. Với tinh thần tình nguyện xung kích của tuổi trẻ,
Ở nhiệm kỳ này, các cấp Hội Liên hiệp Thanh niên trong tỉnh đã trồng mới được hơn 90.000 cây xanh, tặng hơn 7.000 suất quà, đóng góp 3.200 ngày công lao động giúp các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn thực hiện an sinh xã hội, với tổng kinh phí hơn 5 tỷ đồng. Ngoài ra, hội đã hỗ trợ ươm tạo 89 ý tưởng dự án khởi nghiệp trong thanh niên, ươm tạo 8 ý tưởng dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đánh giá cao Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu đã cụ thể hóa nghị quyết đại hội 6 bằng nhiều hành động, giải pháp cụ thể với nhiều hoạt động sáng tạo và lan tỏa sâu sắc, thu hút đông đảo thanh niên tham gia. Phong trào tình nguyện vì cộng đồng là một trong những điểm sáng nổi bật của nhiệm kỳ. Trong nhiệm kỳ mới 2024-2029, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tập trung xây dựng khối đoàn kết trong tổ chức hội, đẩy mạnh chuyển đổi số, huy động thanh niên hưởng ứng tham gia các hoạt động tình nguyện và đẩy mạnh hoạt động khởi nghiệp, với mục tiêu đặt ra là hỗ trợ tối thiểu 200 ý tưởng dự án khởi nghiệp, phát triển mới 15.000 hội viên, thành lập 15 tổ chức hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, các khu công nghiệp, khu chế xuất. Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2024-2029, ông Huỳnh Văn Danh, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, đề nghị Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên các cấp tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thanh niên, tạo điều kiện để thanh niên Bà Rịa Vũng Tàu có thêm nhiều cơ hội học tập, rèn luyện, phát huy hơn nữa trí tuệ, sức trẻ để thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giàu mạnh, văn minh. Các cấp hội cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, giáo dục pháp luật cho thanh niên, chăm lo bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp chính đáng của thanh niên và đồng hành cùng thanh niên, cổ vũ, hỗ trợ thanh niên trên đường lập thân lập nghiệp, phát động các phong trào thi đua mạnh mẽ, liên tục tạo mọi điều kiện cho các tầng lớp thanh niên tham gia phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ hội các cấp có đủ uy tín, khả năng và trình độ tập hợp đoàn kết thanh niên. Đại hội đã cử 9 đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam toàn quốc lần thứ 9, nhiệm kỳ 2024-2029. Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khóa 7, nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 45 người đã ra mắt đại hội. Chị Nguyễn Thị Tuyết Kha, Phó Bí thư tỉnh đoàn, được hiệp thương giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh khóa 7. Dịp này, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tặng bằng khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác hội và phong trào thanh niên. Thưa quý vị, từ năm 2019 đến năm 2024, toàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xảy ra 15 vụ tranh chấp lao động dẫn đến ngừng việc tập thể với 1.150 lượt công nhân lao động tại 4 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tham gia. Dù đã có chiều hướng giảm, song các vụ tranh chấp lao động, ngừng việc vẫn diễn biến khó lường, nhất là ở thời điểm cuối năm. Để ổn định quan hệ lao động, hạn chế phát sinh tranh chấp lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức tọa đàm với sự tham gia các sở ngành liên quan và các công đoàn cấp trên trực tiếp nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đồng thời trao đổi chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay và tìm những giải pháp hạn chế tranh chấp lao động tập thể và cá nhân, kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động theo quy định. Theo các sở ngành Liên đoàn Lao động tỉnh, nguyên nhân các vụ tranh chấp lao động thời gian qua chủ yếu liên quan đến quyền lợi của người lao động, như doanh nghiệp chậm hoặc nợ không chi trả tiền lương, tiền thưởng đầy đủ, không thực hiện hoặc không đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ cho người lao động. Thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi không phù hợp, môi trường làm việc, bữa ăn ca chưa đảm bảo chất lượng. Các vụ việc tranh chấp lao động tập thể và ngừng việc của người lao động được các chức ngành chức năng của tỉnh, địa phương, tổ chức công đoàn phối hợp kịp thời giải quyết. Để hạn chế các tranh chấp lao động, ngoài việc lựa chọn những nhà đầu tư có năng lực, chấp hành tốt pháp luật lao động, theo các đại biểu, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm. Tham mưu cho lãnh đạo tỉnh, cho ủy ban tỉnh ủy làm sao mà đưa các doanh nghiệp có dự án, có đầu tư, có chất lượng vào. Mà cái chất lượng thứ nhất là nó phải có hiệu suất, năng suất, chất lượng cao, có công nghệ tiên tiến hiện đại, mà thực ra cũng không cần sử dụng động nhiều. Thì cái phần mục tiêu này rất quan trọng, bởi vì nó sẽ đảm bảo là môi trường làm việc nó cạnh tranh, năng suất lao động lớn, cao và thu nhập cao, bảo đảm cái việc cơ sở pháp lý quan trọng để chúng ta thực thi pháp luật tại doanh nghiệp này.
tăng cường thực hiện thanh tra kiểm tra theo kế hoạch thanh tra đột xuất về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kiên quyết xử lý vi phạm trốn đóng, chậm đóng theo quy định, chuyển hồ sơ của những đơn vị không thực hiện quyết định kết luận thanh tra đến cơ quan công an kiến nghị điều tra khởi tố theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2025. Vai trò của các công đoàn cơ sở ở doanh nghiệp được đánh giá là vô cùng quan trọng trong việc nắm bắt tình hình, giám sát cũng như là cầu nối để người lao động và người sử dụng lao động có thể đối thoại, thương lượng và giải quyết tranh chấp kịp thời. Do đó, việc nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở là cần thiết và giải pháp được nhiều đại biểu đề xuất. Vai trò của cán bộ công đoàn thì rất là quan trọng. Tôi nghĩ các vụ việc mà nếu mà phát hiện ngay tại cơ sở và ngay tại doanh nghiệp của mình là mà có một cái bước hòa giải cơ bản thì tôi nghĩ các vụ việc nó sẽ là ổn thỏa hơn nhất. Thường xuyên tổ chức tập huấn về pháp luật lao động và tuyên truyền về cái kỹ năng giải quyết tranh chấp lao động cho cán bộ công đoàn, đặc biệt là cán bộ công đoàn cơ sở. Thời gian tới thì cán bộ công đoàn cấp trên thì cũng chỉ xuống hướng dẫn hỗ trợ trong cái việc khi xảy ra tranh chấp để mà thương lượng đi đến một cái thỏa thuận để kết thúc cái tranh chấp lao động, thì vai trò đặc biệt của công đoàn ban chấp hành công đoàn cơ sở là chính là cái việc mà đối thoại với doanh nghiệp, đại diện người lao động tại cơ sở đó. Từ những ý kiến đóng góp của các đại biểu, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ đề ra những kế hoạch, chương trình triển khai thực hiện. Song song đó, các cấp công đoàn cần chủ động hơn trong việc nắm bắt tình hình tại cơ sở. Cũng yêu cầu các đồng chí chủ tịch, phó tịch các công đoàn cấp trên cơ sở, công đoàn ngành, chúng ta cũng phải có những cái giải pháp nào tốt nhất để chúng ta làm sao quán triệt được với các đồng chí chủ tịch công đoàn cơ sở, phải kịp thời nắm bắt được tâm tư nguyện vọng và phản ánh kịp thời chúng ta. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu còn trao đổi thảo luận về thực trạng quan hệ lao động ở từng khu vực khác nhau, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình giải quyết các tranh chấp lao động tập thể cá nhân, giải pháp phối hợp giải quyết tranh chấp lao động trong tình hình mới. Thưa quý vị, chiến thắng Bình Giã năm 1964 là dấu mốc chói lọi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc ta. Nhằm tuyên truyền tầm vóc, bối cảnh lịch sử, diễn biến và ý nghĩa của chiến thắng Bình Giã, qua đó tôn vinh và tri ân tinh thần chiến đấu kiên cường, anh dũng hy sinh của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, nhất là những cán bộ chiến sĩ, nhân dân trực tiếp tham gia trận đánh. Ban tuyên giáo tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 60 năm chiến thắng Bình Giã. Với sức lan tỏa sâu rộng, chỉ sau một tuần phát động, cuộc thi đã thu hút hơn 32.000 lượt đăng ký tham gia. 60 năm trước, khi chiến dịch Bình Giã nổ ra và giành thắng lợi, bà Lan chỉ vừa tròn 5 tuổi, nhưng ký ức về cuộc chiến với bà vì vậy mà khá mơ hồ. Thế nhưng, khi biết được cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 60 năm chiến thắng Bình Giã do Ban tuyên giáo tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức, bà Lan đã mày mò tìm hiểu những tư liệu lịch sử liên quan để tham gia cuộc thi này. Qua cuộc thi này thì cái thứ nhất là cho chúng tôi nắm lại được những cái kiến thức về cái chiến tranh của Bình Giã. Tổ chức cái cuộc thi để sau này các em thế hệ sau nói giỏi, các em hiểu được cái chiến tranh khốc liệt. Người dân thấy được qua cái sự hy sinh của các đồng bào chiến sĩ, các chiến sĩ anh hùng liệt sĩ đã hy sinh đổ máu, bao nhiêu cái xương máu để đem lại hạnh phúc, ấm no cho người dân. Thì các em nó sẽ thế hệ sau sẽ mang ơn rất nhiều về cái công lao, về cái chiến dịch đó. Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 60 năm chiến thắng Bình Giã mùng 2 tháng 12 năm 1964, ngày mùng 2 tháng 12 năm 2024 được phát động từ ngày 14 tháng 10 đến ngày 25 tháng 10 với 15 câu hỏi dành cho tất cả các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Nội dung tập trung vào bối cảnh lịch sử, diễn biến và ý nghĩa của chiến thắng Bình Giã, những bài học kinh nghiệm của chiến thắng, tôn vinh, tri ân tinh thần chiến đấu kiên cường, anh dũng hy sinh của quân và dân ta, những thành tựu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại của các tỉnh Đông Nam Bộ nói chung và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng sau 60 năm chiến thắng Bình Giã. Đây cũng là dịp để cổ vũ toàn đảng, toàn dân và toàn quân phát huy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý chí kiên cường, sáng tạo, tự lực tự cường, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước. Với ý nghĩa sâu sắc và sự lan tỏa sâu rộng, chỉ sau 7 ngày phát động, cuộc thi đã thu hút hơn 32.000 lượt đăng ký tham gia dự thi.
đọc về cuộc thi tìm hiểu 60 năm chiến thắng Bình Giả thì mình mở ra kiến thức thôi. Mở ra kiến thức để mình tìm hiểu về lịch sử chiến thắng Bình Giả. Bên cạnh đó nhiều kiến thức của tỉnh. Thứ nhất là về kinh tế xã hội, văn hóa. Thì qua cái cuộc thi thì cũng tìm hiểu được về cái lịch sử của trận chiến Bình Giả này. Có những cái thông tin mình được biết nhiều hơn, nắm được nhiều hơn. Và cũng có thể triển khai cho đoàn viên trên cái trang fanpage của tuổi trẻ Đông Phước để tham gia. Hơn 500 lượt tham gia thì đảm bảo khoảng là 100% đoàn viên thanh niên. Với hình thức thi trực tuyến, người dân tham gia bằng cách đăng nhập vào cổng thông tin đảng bộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu theo địa chỉ baria-vungtau.dcs.vn và làm theo hướng dẫn dự thi. Lễ công bố trao giải cuộc thi dự kiến tổ chức vào tháng 11 năm 2024. Chương trình thời sự tối nay tiếp tục với những thông tin khác. Thưa quý vị, dự án đường 991B được khởi công tháng 5 năm 2018, có chiều dài toàn tuyến 9,73 km, điểm đầu tuyến giao với đường Hội Bài Phước Tân, nối vào cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Điểm cuối tuyến giao với đường liên cảng Cái Mép Thị Vải, tổng vốn đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng. Dự án sau 2 lần được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu gia hạn thời gian thi công, đến nay vẫn bị chậm tiến độ. Theo đánh giá của chủ đầu tư dự án đường 991B là Ban Quản lý Dự án Giao thông khu vực Cái Mép Thị Vải, tiến độ dự án hiện nay rất chậm so với tiến độ nhà thầu điều chỉnh. Nhà thầu chưa tập trung về nhân lực, tài chính, vật tư, vật liệu để huy động kịp thời triển khai thi công dự án, làm ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện gói thầu. Trước đó, ở lần gia hạn đầu tiên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giao cho chủ đầu tư đến ngày 30 tháng 6 năm 2024 phải hoàn thành. Sau đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục gia hạn đến ngày 30 tháng 9 năm 2024. Ban Quản lý Giao thông khu vực cảng Cái Mép Thị Vải cũng đã bổ sung thêm nhà thầu phụ cho dự án. Tuy nhiên đến nay đã quá hạn, nhưng khu vực cầu vượt quốc lộ 51 vẫn đang thi công dở dang. Trước tình trạng trên, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã yêu cầu chủ đầu tư đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ. Đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, phải hoàn thành xong gói thầu 36. Riêng cầu vượt qua quốc lộ 51 trong gói thầu số 37, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu trong tháng 11 năm 2024 phải hoàn thành thi công. Khu quản lý đường bộ 4, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, đến tối qua ngày 21 tháng 10, công tác sửa chữa khẩn cấp các đoạn hư hỏng nặng trên tuyến quốc lộ 51, đoạn qua tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu đã hoàn thành, vượt tiến độ 5 ngày so với kế hoạch đề ra. Sau 10 ngày thi công đến tối 21 tháng 10, công tác sửa chữa những vị trí mặt đường hư hỏng nặng trên tuyến quốc lộ 51 theo lệnh xây dựng khẩn cấp của Cục Đường bộ Việt Nam đã cơ bản hoàn thành. Với phần đường đã thi công khoảng 17.300 m², qua đó đã xử lý 824 m² sình lún, vá ổ gà gần 6.600 m², sơn cải đường 4.460 m², đảm bảo an toàn giao thông cho toàn tuyến. Khu quản lý đường bộ 4 đang khẩn trương tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà thầu thi công hai công trình gồm sửa chữa 860 m mặt đường hư hỏng qua thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai và công trình sửa chữa đột xuất hệ thống thoát nước thuộc thị xã Phú Mỹ với tổng giá trị 19,8 tỷ đồng. Công trình dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 12 năm 2024. Ngoài ra, khu cũng đã thành lập tổ ứng trực xử lý khẩn cấp an toàn giao thông, khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên tuyến quốc lộ 51 để kịp thời chỉ đạo nhà thầu, đơn vị bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa khẩn cấp, tránh ùn tắc. Thưa quý vị, đẩy mạnh triển khai nhiều giải pháp thời gian qua, tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng và hiện đạt hơn 63%. Tăng số lượng doanh nghiệp đầu tư, nhưng quan trọng hơn cả, Bà Rịa Vũng Tàu vẫn kiên định với mục tiêu thu hút các dự án xanh có hàm lượng công nghệ cao và mang lại giá trị gia tăng cao trên cùng một diện tích. Trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hiện có 17 khu công nghiệp, trong đó 14 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động. Trong số này, 4 khu công nghiệp lấp đầy 100% diện tích. Một số khu công nghiệp khác cũng có tỷ lệ lấp đầy từ 80 đến 99%. Nâng tỷ lệ lấp đầy của cả 14 khu công nghiệp đạt hơn 63%. Trong các khu công nghiệp hiện có 606 dự án đầu tư còn hiệu lực,
với tổng vốn gần 16,600 triệu USD và hơn 170.200 tỷ đồng. Hầu hết các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đều duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định với tổng doanh thu hơn 10 tỷ USD, kim ngạch xuất khẩu đạt 4 tỷ 200 triệu USD một năm. Công ty đang đưa ra các sản phẩm phân khúc cao cấp để cạnh tranh với các mặt hàng cùng chủng loại trên thị trường và hy vọng sẽ nhận được nhiều đơn hàng hơn vào những tháng cuối năm này để tạo đà cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới. Trong nửa cuối năm 2024, một tín hiệu tích cực là Trung Quốc và các quốc gia khác đã tăng nhập khẩu hàng hóa do Việt Nam sản xuất. Đây là dấu hiệu tích cực cho nền kinh tế Việt Nam. Và tôi tin rằng những tín hiệu tích cực từ thị trường sẽ giúp các doanh nghiệp tại Bà Rịa Vũng Tàu tăng trưởng trong thời gian tới. Tháng cuối năm, bằng sự nỗ lực thì công ty vẫn đáp ứng được cái nhu cầu của khách hàng. Thứ nhất là về chất lượng, thứ hai là về giá cả. Và cái đơn hàng thì mình đáp ứng rất là nhanh. Đối với các dự án đã được cấp phép và khởi công, hiện các chủ đầu tư đang tích cực triển khai nhằm đảm bảo tiến độ cam kết với tỉnh. Còn với các dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, đều được ban quản lý các khu công nghiệp tạo mọi điều kiện để hoàn thành thủ tục. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án mới thì từ 15 ngày giảm xuống còn 11 ngày. Còn thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư là một trường hợp một là nếu mà trường hợp thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư thì điều chỉnh quy định là trong vòng 3 ngày thì điều chỉnh xuống còn 2 ngày. Còn trường hợp 2 là thay đổi các nội dung khác trong giấy chứng nhận đầu tư, theo quy định là 10 ngày thì bây giờ cắt giảm xuống còn 7 ngày. Theo quy hoạch đã được phê duyệt, từ nay đến năm 2050, Bà Rịa Vũng Tàu sẽ có thêm 7 khu công nghiệp với tổng diện tích 6.850 ha, nâng tổng số khu công nghiệp trên toàn tỉnh lên 24 với tổng diện tích hơn 15.900 ha. Dư địa thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trong thời gian tới là rất lớn. Song Bà Rịa Vũng Tàu luôn kiên định mục tiêu thu hút đầu tư có chọn lọc với các dự án công nghiệp công nghệ cao tiên tiến như điện điện tử, sản xuất robot, thiết bị tích hợp vận hành tự động, điều khiển từ xa, internet vạn vật, trí tuệ nhân tạo. Qua đó phát triển công nghiệp Bà Rịa Vũng Tàu theo định hướng công nghiệp xanh và bền vững. Tiếp tục chương trình thời sự tối, mời quý vị cùng cập nhật những tin tức quốc tế. Thưa quý vị, Israel vừa tiếp tục không kích nhiều địa điểm tại quốc gia láng giềng Liban, trong đó có địa điểm ở vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut, là nơi quân đội Israel đã ban bố cảnh báo sơ tán trước đó. Các cuộc tấn công của Israel gây nhiều thương vong ở Liban. Trong khi đó, lực lượng Hezbollah cũng đáp trả bằng nhiều loạt rocket về phía bắc Israel. Quân đội Israel đã tấn công 300 mục tiêu của Hezbollah trong 24 giờ qua, trong đó có hầm ngầm chứa số tài sản trị giá hàng chục triệu đô la Mỹ của lực lượng này và một địa điểm gần bệnh viện công lớn nhất của Liban, khiến bệnh viện bị hư hại nặng. Hôm qua cũng là lần đầu tiên quận Ozzay ở phía nam thủ đô Beirut của Liban bị quân đội Israel không kích, kể từ khi nước này mở rộng tấn công các mục tiêu của Hezbollah từ hôm 23 tháng 9 vừa qua. Đáng chú ý là các cuộc tấn công trên được tiến hành chỉ vài giờ sau khi Israel phát lệnh sơ tán cho người dân Liban. Bộ Y tế Liban cho biết ít nhất 4 người đã thiệt mạng và hơn 20 người bị thương sau các vụ không kích của Israel. Cùng ngày, quân đội Israel xác nhận Hezbollah đã phóng khoảng 170 vật thể vào miền bắc nước này. Một nhóm vũ trang tại Iraq thông báo sử dụng thiết bị bay không người lái tấn công một cơ sở quân sự của Israel ở khu vực cao nguyên Golan bị chiếm đóng, song không nêu thông tin chi tiết. Trong bối cảnh căng thẳng khu vực vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Iran đã lên tiếng cảnh báo Mỹ về việc sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn nếu để Israel tấn công trả đũa Iran. Tuyên bố được cho là nhằm vào câu trả lời báo giới trước đó của Tổng thống Mỹ Joe Biden, khi ông nói rằng đã hiểu rõ về cách thức và thời điểm Israel sẽ tấn công đáp trả Iran. Trong thư gửi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và Thụy Sĩ, nước hiện là Chủ tịch Luân phiên của Hội đồng Bảo an, Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Amir Zaid Iravani đã bày tỏ quan ngại về phát biểu của ông Biden. Tehran coi đây là sự ủng hộ rõ ràng của Washington đối với hành động quân sự phi pháp của Tel Aviv nhằm vào Iran, nên yêu cầu Washington phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để sự việc xảy ra.
Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh truyền thông Mỹ đưa tin Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo với Tổng thống Biden về ý định tấn công các cơ sở quân sự của Iran, ngoại trừ các hệ thống hạ tầng hạt nhân và dầu mỏ. Trong bối cảnh chỉ còn 2 tuần nữa là đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, kết quả một cuộc khảo sát vừa công bố cho thấy Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump vẫn đang trong cuộc đua quyết liệt trên khắp 7 bang chiến địa. Theo kết quả thăm dò hơn 5.000 cử tri tiềm năng từ ngày 30 tháng 9 đến 15 tháng 10 do Washington Post cùng trường chính sách công của Đại học George Mason của Mỹ thực hiện, bà Harris dẫn trước ông Trump tại bang Georgia với tỷ lệ 51%, 47%, trong khi ứng cử viên đảng Cộng hòa giành lợi thế ở bang Arizona khi nhận được tỷ lệ ủng hộ 49% so với 46% ủng hộ bà Harris. Tại bang Nevada, hai ứng cử viên nhận tỷ lệ ủng hộ ngang bằng nhau là 48%, trong khi đó cựu Tổng thống Trump dẫn trước ở bang North Carolina, nơi ông tổ chức một cuộc meeting vào cuối ngày 21 tháng 10 theo giờ địa phương. Phó Tổng thống Harris thì có lợi thế ở Pennsylvania, Michigan và Wisconsin, ba bang mà nữ chính trị gia này vận động tranh cử vào cuối ngày 21 tháng 10 theo giờ địa phương. Nhìn chung, cuộc thăm dò của Washington Post cho thấy 49% cử tri tiềm năng ủng hộ bà Harris, trong khi 48% ủng hộ ông Trump. Kết quả này tương tự các cuộc thăm dò gần đây, phản ánh cục diện cuộc đua rất xích sao ở 7 bang chiến địa. Tuy nhiên, kết quả ở từng bang của đại cử tri đoàn sẽ quyết định người chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới.